Gắn bó với việc nuôi lợn nái trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Hòa ở thôn Bình Hòa, xã Chu Răng, huyện Yapa cho biết đây là năm thứ ba liên tiếp gia đình ông thiệt hại nặng nề vì dịch tả châu Phi. Đàn lợn của gia đình ông có 4 con nái và 4 con lợn bột khác nặng hơn 60 kg đều đã có dấu hiệu nhiễm dịch tả châu Phi. Ông Hòa cho biết biểu hiện ban đầu của lợn là chán ăn, bỏ bữa và sốt nhẹ. Mặc dù ông đã chủ động tiêm một số thuốc bổ giúp lợn tăng cường đề kháng, nhưng chỉ được 3 ngày, con nái sắp sinh lăn ra chết, buộc phải tiêu hủy. Những con còn lại cũng đã yếu dần. Ông Hòa buồn rầu. Thế gia đình thì trước giờ là vẫn cứ tiêu độc khử trùng liên tục ngày ngày mấy lần đấy, rắc vôi bột rồi bình thuốc để luôn đây, thuốc sát trùng làm liên tục. Thấy nó có hiện tượng bỏ ăn đấy, là bắt đầu tiêm có hàng cái loại thuốc giảm sốt mới thuốc bổ thôi. Thì đến nay nó chết trong chuồng, hiện tại là đang chết một con sề rồi, 3 con bỏ ăn. Cái đây thiệt hại thì không biết thế nào mà kể được, không tính nổi đâu. Cũng ở thôn Bình Hòa, xã Chu Răng, huyện Yapa, cách nhà ông Hòa không xa, 2 con lợn đực và 1 nái của gia đình ông Lê Văn Theo, cán bộ thú y xã, cũng chết vì dịch tả châu Phi. Bên cạnh khu chuồng trắng xóa vôi bột dùng để khử khuẩn, phòng lây nhiễm sang các hộ lân cận, ông Theo cho biết, từ khi lợn chán ăn, sốt, tới khi chết chỉ có 4 ngày, nên mọi nỗ lực cứu chữa của ông đều vô vọng. Dịch tả khiến gia đình ông thiệt hại gần 100 triệu đồng. Cũng theo ông, hiện nay dịch tả châu Phi đang lây lan trong đàn lợn của các gia đình trong xã, nên ông chưa tính tới việc tái đàn. Và cái lượng heo của bây giờ thì so với năm 2019 thì giảm đến 3/4. Dịch xảy ra, nó sẽ bị từng nhà một. Sau khi dịch đi qua rồi, 2-3 tháng đã vệ sinh chuồng trại rồi, nhưng mà chăn nuôi trở lại vẫn bị lại. Cái khó nhất cái dịch tả châu Phi không có thuốc đặc trị và cũng không có vaccine, thì bà con chờ đợi thôi và ăn sự ăn may thôi. Ông Lê Văn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yapa, tỉnh Gia Lai cho biết, đàn lợn đầu tiên chết vì dịch tả châu Phi tại huyện xảy ra ở xã Pờ Tó vào ngày 6 tháng 8. Chỉ trong một tuần, dịch đã lây tới xã thứ hai là Chu Răng. Lợn nhiễm bệnh chủ yếu là của những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tính tới nay, địa phương đã tiêu hủy 125 con, tổng trọng lượng trên 7,5 tấn. Với giá lợn hơi hiện nay khoảng 55.000 đồng 1 kg, nông dân địa phương thiệt hại trên 400 triệu đồng. Theo ông Nguyên, tổng đàn hơn 9.300 con lợn của các hộ dân nuôi nhỏ lẻ là những đối tượng chịu nguy cơ cao nhất trong dịch tả châu Phi, bởi cách nuôi nhỏ lẻ rất khó kiểm soát được nguồn lây. Đẩy mạnh phòng chống, phấn đấu sớm dập dịch, huyện Yapa đã lập 2 chốt kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ lợn. Cùng với đó, cán bộ thú y xã thường xuyên tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt 5-0 là không giấu dịch, không mua bán vận chuyển gia súc mắc bệnh, không giết mổ gia súc chết, không vứt gia súc chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt, nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh, hạn chế dịch bệnh lây lan. Đối với cái tình hình dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay là chưa có thuốc đặc trị cũng như là vaccine tiêm phòng. Thì chủ yếu cái công tác ở đây là khuyến cáo người dân thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh như là phun tiêu độc khử trùng thường xuyên cũng như là tiêm các cái loại vaccine phòng trị bệnh để nâng cao cái sức đề kháng cho đàn lợn. Để hạn chế cái tình hình thiệt hại do dịch bệnh cho bà con chăn nuôi thì cũng khuyến cáo người dân các cái hộ mà đã đến tuổi xuất bán thịt thì trung tâm cũng tạo điều kiện là hỗ trợ cán bộ thú y tổ chức lấy mẫu và khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì được phép xuất bán trong tỉnh theo quy định. Khuyến cáo người dân là tạm dừng cái việc tái đàn. Gia Lai có tổng đàn gia súc trên 435.000 con, chủ yếu là bò và lợn. Dịch tả châu Phi trên lợn bùng phát khi hơn 15.300 con bò tại tỉnh đã mắc bệnh viêm da nổi cục, đang gây ra nguy cơ dịch kép trên đàn gia súc. Trong lúc này, triển khai khẩn trương những giải pháp phòng chống, ngăn chặn dịch lây lan là điều cần thiết để hạn chế thiệt hại cho nông dân.